Ok, lên em. Hôm nay lại tiếp tục một con game mới nữa. Dev mới gửi tôi là con game này. Thực ra gửi cũng lâu rồi, nhưng mà giờ mới vô có thông tin. Game đó tên là Mind Magic. Đây dạng như mình đào mỏ và mình xài phép thuật. Con này nó có cái thể loại là Multi Laser Tower Defense không? Tức là có PvP nữa đó. Nhưng mà con game này nó ra mắt 5 năm rồi. Thành ra cái lượng người chơi online bây giờ rất ít luôn. Có thể nói là vô cái giai đoạn chết lâm sàng rồi đó. Lúc mà Dev gửi cây cho tôi, Dev gửi cây nhưng mà cái key cho tôi á thì có ghi là ngày mấy đâu, để coi ra hình như là ngày hai mấy tháng 11 á, thì nói đại đi, hình như là ngày 23 24 tháng 11 á thì mới ra bán mắt bản chính thức, thì tôi đoán là chắc kết thúc giai đoạn Early Access này thôi. Đây nè, chắc tầm 10 ngày nữa. Thì giai đoạn Early Access này lúc đầu á Dev hứa là khoảng 2 đến 3 tháng thôi nè, nhưng mà sau 5 năm rồi thì mới tiếp tục tí cái dự án. Ở dưới phần bình luận thì đa số cũng kêu là dự án nó bị bỏ rồi. Đây nè, button thì đa số là kiểu dự án này bị bỏ rơi luôn rồi, nên bây giờ cũng vô cái coi thử hay sao. Hy vọng 10 ngày nữa ra mắt thì cũng đỡ đỡ được hơn đường tí. Game này tôi đoán là chắc của Nga rồi, để hiện hai ngôn ngữ nè. Sau 5 năm này chúng ta chơi thử game 5 năm trước rồi coi nó có những gì. Tổng gài là Dev gửi khá nhiều cái mấy con game đào mỏ cho tôi, ba bốn ngon đào mỏ không à. Bật thử FPS lên được không? Cái option này rất là khó chịu luôn nha. Mặc định là nó có sẵn cái bo viền rồi đó, chứ không phải là tôi chỉnh gì đâu. Nên là game là mặc định nó có cái bo viền màu trắng trắng rồi đó. Hơi khó nhìn tí. Rồi đây. Thì hiện tại có nhiều mục Multi Laser thì tôi không nghĩ nó còn hoạt động đâu. Mấy cái này N game là sao ta? Dạng như cái bảng xếp hạng vậy đó. Nhưng mà chưa chơi nên chưa biết. Phiên bản này là 0.85 nha. Thì gần đây Dev update hình như là tí xíu siêu gì đó, không biết nữa. Nào tôi đây, đây là cái hướng dẫn. Tắt FPS được rồi đó. Mình còn mới xây dựng mấy cái thành trì này đó. Nhiêu đó à? À đây đây đây. Bên cạnh xây dựng mình có thể update để nâng lính lên. Nhấn ở update button này. Mấy cái nút này tôi nghĩ là như cái thời Warcraft này, là Dota 2, Dota 3. Ủa Dota 1, Dota 2 á. Với mà World 3, Warcraft 3. Thì mới đem mấy cái button hiệu ứng này vô thôi. Cái này có một cái bình luận nói là quá giống hệt một cái bản mod của Dota 2 luôn. Thì tôi cũng nghĩ là như vậy khi nhìn qua cái đống đồ họa này. Quá nhiều luôn, thôi chúng ta vô game thôi. Goblin hay là con ngọt đó, không có tiếng bọng với anh ta. Bây giờ làm cái gì? Không có dòng tuyến tiếp mô tả luôn á, mình phải nhấp vô lính thôi, mà nhấp vô thì nó chọn mua rồi. Lính mình đâu hay là làm gì đâu, không có dơm camera vô ra được nữa. Giờ mình bui nó là vàng mình không đủ tiền, tiền mình 15 cộng 5 mà sao không đủ. Rồi quái nó tràn vô rồi. À giờ mới có tiếng nè. Rồi xây dựng gọi lính hay làm gì đâu. Cái này là mấy cái phép. À đây mấy con lính của mình đây. 41 tiền mới gọi được một con. Giờ mình tranh thủ đi farm tài nguyên cái đó. Hình như cái chỗ này là ngoài cái khu căn cứ mình này.
người ngoài nó không cho xây. Chưa có lính nữa để cái thành nó thủ được rồi. Cái máy quay đầu thì cũng đơn giản như thế này thôi. Rồi nó đánh nó vô thành như vậy chả cần lính đâu. À hồi nãy tôi nâng cái này trong thành à. Cái này là mình nâng cái thành trì của mình. Ok. Cái này là nâng thêm hồi máu nữa. Mình có ba tài nguyên thôi, là đá, thịt, tiền với cái này là ngọc tinh thể nữa. Cái này chắc tạm lấy đá này, kim cương này. Cái này thì chắc tạm lấy thịt rồi. Còn này thì đương nhiên là cộng một hay là gì đó. Lấy metal nè. Đây, trở lại đi. Không hiểu cho lắm. Đây. Chúng ta là khai thác xây lên ba cái này. Ok. Bây giờ còn chỉ có bốn cái gần nhà thôi. Cái này ở ngoài biên giới rồi. Này cũng ngoài luôn rồi. Mình sẽ nâng cái thành lên hay là chưa có làm gì hết, chỉ có nâng thành lên thôi, tiền cũng chưa biết làm gì đó. Cái này là mana hả? Mình sẽ tăng sản lượng nó lên mấy chục trăm. Cái nào tăng tốc độ bắn không? Đây 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 nó hiện ra rồi. Đi. Hai mươi bốn tiền quốc luôn. Sao giờ mất tiếng nó gọi gì? Lính mình thì chỉ có bốn con này thôi. Nâng sản lượng trước. Nó theo trên này nó có cái bản đồ. Gọi quái ra đi. Bắn nó thành. Đó. Thủ thành mà cái thành nó tự đủ luôn, mình không có cần làm gì nữa. Hết kim cương rồi, bây giờ mình còn thịt cho cái này lên sản lượng luôn. Tăng mana hả? Hai cái tăng mana, một cái tăng thịt. Mana thì cũng chưa biết để làm gì. Tám cái này mình nâng thử cái này thôi. Hay là mua thử lính ta, mua thử con này không, mình chưa có đủ thịt. Qua một ngày là nó mới cộng tài nguyên cho mình. Có ngọc rồi nè. Có ngọc rồi, lần thử cái này.
Thì cái này là nó ám vô mấy con địch, giảm đam địch thôi. Đang muốn mở ra cái mỏ này sao ta? Có thịt thì mua thử để nè. Ấy, nó tự đi luôn hả? Vô đây cho cái thành nó cover mày chứ. Dễ. Phí tiền phí của nuôi nó. Tuần sau nó hồi lại không ta? Tuần sau nó hồi lại để không? Hồi hồi hồi. Vậy mình farm xả láng đi. Mấy con này thì cần ngọc nè. Farm cái mana này lên. Thịt hả? Đá là mình cũng chưa có nữa. Mấy con này mũi vô đây mày, vô đây cho cái thành nó tự được cánh sinh đi, mình không cần can thiệp đâu. Bây giờ có 12 ngọc rồi, cái xét này vẫn ngon hơn, xét vào là cái độc thêm thịt. Hai mươi hai tiền, hai ngọc một đá, tăng đi rồi cái thành nó lên tí máu nữa. Tôi kìa, nhìn hồi đồng nhỏ thấy tội không, tí nữa sẽ đặt mấy con lính ở gần lại. Ủa sao nghĩ bắn lại? Rồi nó bắn chậm. Thiếu tiền. Nhưng mà mình có thịt. Rồi mát. 7 thịt, 3 thịt. Giờ sao là 10 thịt nữa. Bảy. Rồi 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 bán đi. Giờ sao là bắt đầu mình phải bui cẩn thận chính chu rồi đó. Mấy cái skill này tốn tiền nha. Ừ đúng rồi, bắn mấy con tay dài nè. Cái này mình không có. Rồi mất mana rồi. Ok, quá gần đi. Cái gì ghê vậy? Lính mình đi chưa tới nó nữa. Lại cái thành tự lo tiếp. Trời ơi, giật máu kìa. Bây giờ làm sao mở được cái mấy cái tài nguyên ở đây ta? Rồi, quái găng đi. Mấy này đi ra phép không trả lại tác dụng luôn.
thấy có mùi rồi. Còn nửa cây à? Cái này cần thiết thì lại chả có. Cái này cũng vậy luôn. Trong này thì nó lại không để là how to play vô dụng vậy á. Chưa thua nữa à? Hai ca máu, thêm tí độc, thêm tí làm yếu luôn. Đáng lẽ phải làm sao mà lính ở gần rồi cho cái thành nó thủ ké nữa. Bây giờ gắn mở ra dính được cái tài nguyên này không ta? Trời ơi, boss. Hàng để mình đánh nó không được 50 máu nữa. Kìa, à, được 55 máu. Bắn nó thành. Rồi solo 1-1 rồi chắc thua nó. Mặc dù mình đã làm yếu nó rồi đó nha. Đâu, nó nửa cây mình còn nhiều máu lắm. Ok, vẫn sống sót qua mạng. Quầy này nó tới hàng mấy con hả? 5 con hả? Tôi nghĩ khả năng là không có quay sau đâu. Rồi, có khi chúng ta kết thúc cái game ở đây. Mua cái phép hồi phục cho cái tòa thành của mình. Hồi được 250 máu à. Chả thấm là bao. Bây giờ gán nâng nâng tí nữa không chừng nó mở tới đó, đó. Này mát nè, này muốn mát luôn nè. Chờ tao khai thác cái bãi này đi. Còn 22 vàng đó thì được. Mình chỉ có hai loại tài nguyên mà. Còn vừa đồng quy vô tận với nhau luôn. À, tụi đây đó mình có thể đặt mấy cái unit ở đây. À, lính mình có thể nâng cấp đây, cái này quan trọng. 70 tiền. Giết mấy quái này sẽ được tiền. Ok,
Bây giờ xây mấy cái nhà ở đây để khai thác tài nguyên nào, rồi nâng cấp lên để tăng sản lượng. Bôi cái gì sụt ở gần nâng nó lên thì nó sẽ vô cái này, nó mở rộng cái phạm vi ra. Hồi nãy cũng làm thử dữ lắm. Nếu không có gì sụt xung quanh hãy thử đào cái hòn đá bằng cái gil bem. Gil bem là cái nào? Gil linh gốc là cái nào ta? Đào cái hòn đá này nè. Nó không chụp hình cái đó, nó chỉ vẽ cái này vô thôi. À đây, đây nè. Gil bem là cái này nè. Mình có thể mua thêm phép. Rồi đây nâng cái lô đài, nói chung là gì đây. Ok, chúng ta bắt đầu lại. Chờ khung gan tí rồi. Hồi nãy còn 4 cái, giờ còn 3 cái à. Yêu bem đâu? À đây, bấm vô nó mới hiện ra. Không có cái gì luôn. Đồ lừa đảo. Không, cái thành chưa cần nâng vội đâu. Mỗi quay hình như là đào được một tầng hết vậy. Mấy quay đầu do cái thành nó tự chơi đi. Này ở trong chưa ta? Rồi đào này cho nó chắc. Mình đang hướng xuống cái mỏ này. Mỏ này thì tuy có nhiều rồi. 16, 16 năm. Quay sao bắn cục này nữa, ba cục. Sau cái quay cho nó cái quay boss đầu tiên á thì mình có thể là mới xây lính, còn trước đó thì cứ kể cái thành đấy. Không có cái gì luôn. Bây giờ kiếm chính thịt lấy cái độc, tại cái độc nó cũng bắn được nữa. Khốn nạn, còn cục này cuối cùng thôi. Lấy thịt đi, tập trung nâng thịt lên. Đây đây đây, tuần sau mình đào được cái bãi vàng. Làm kinh tế nhiều quá là tí đói cơm luôn á, không có nâng cái thành dễ dàng đâu. Đây cái bãi đó 15 tiếng. Mười tiền
10 tiền của mình bây giờ nó vô nghĩa phết á, chả làm được cái gì luôn. Ok, quái ra đi. Mình có bạc thì bạc mình nâng được cái tầm đánh lên. Đào mau nghe. Mấy con này nó có bị độc đâu. Mất máu quá rồi, không được rồi. Phải nâng cái thành lên mới được. Mình đang thiếu cái mana rất là nhiều. Chưa gì nữa cây rồi. Nghĩ gì đấy, hình như là cái mana đó. Rồi giao sau mình sẽ tập trung vô đó. Lần hai này này nó bắn nhanh hơn tí. Không tới nữa ta. Giao sau nữa chắc tới. Chưa tới luôn. Bây giờ mình còn 5 cái ngọc. Động gì vậy? Ờ, không có phép hồi máu à. Khi quái ra cái thành nó mới bắt đầu hồi máu nha. Giờ mình cần nhất là tiền. Mana thì cứ thông thả cũng được, thịt thì dư giả rồi. Rồi giờ tập trung vô cái thành thôi. Bảy mana với bảy thịt thì phải nâng mana đó. Nâng mana lên. Sáu thịt, năm bạc. Năm bạc thì cũng chưa ở đây. Cây gốc chính quầy rồi, cái thành thôi thóp rồi. Không đủ mana nó tuôn sao nữa mới đủ. Toàn quá, tôi này tôi nghĩ là thôi luôn á. Mình tập trung làm kinh tế quá rồi. Nên bây giờ là thất bại rồi.
À, game khó vãi. Làm lại, ok. Mình chỉ có ba tài nguyên thôi, ba cái này thì tương đối cân bằng luôn. Rồi sau mình có 5 mana nhưng mà chỉ có thay thịt thôi, rồi sau tập trung vô thịt. Hai gao mình nâng được một cái bạc, một gao thì mình nâng được một cái phép. Đây, xài cái này luôn, 12 tỷ. Không ổn rồi, không ổn rồi. Sao chưa gì nó cao nữa cái ơi. Nâng hai cái này, cái đầu với một cái độc, một cái tốc độ bắn nữa. Tốc bắn thì phải 7-8 tuần mới được cái. Ủa sao có ba phép à? Chín thịt rồi, tuần sau mình sẽ đủ chín thịt. Tiết kiệm thịt tôn đi. Không thua cái thành này nó phải sống được. Bạc thì chỉ đánh lan thêm chút xíu thôi, không tác dụng. Đây đây đây, mỏ tiền đây. Hơi tôn tôn tí nhưng mà vẫn sống sót.
Đây đây đây. Ok. Giờ anh tập trung nâng thành thôi. Mấy cái kia thì để tí nữa. Theo cái hình này thì tiền nó quan trọng nhất cho cái thành. Tiện cái là nó lên đít hai luôn hả ta, vậy mình tập trung mình farm tiền cái đã. Ủa gì nhanh vậy? Trời ơi, nâng cái phát đầu thì nó lên nhiều, mấy phát sau nó lên chậm kỳ. Giết con quái là mình đủ tiền. Chả có cái gì luôn. Tí nữa đào cục này nữa. Cái gì nó giật sáng vậy ta? Cái này phải không? Ủa cái này chưa có nâng mà. Cái bạc của mình đang ít nhất thì nâng tí bạc lên. Ok, bắn cục này thêm được cái mỏ bạc. Mày bắn vô trụ anh à. Mana. Cái này gần mát rồi. Mát luôn đi. Có thể nhớ nhớ nên được cái bãi trên này. Ok, quất luôn. 17 tiền đâu sao xây nó. Kìa kìa con bot kìa. Mày gì hả con?
Ok. Bãi đó sao á, tiếp theo là bắt được cái bãi này nè. Nâng cái nhà này lên. Ok, 18 tiền đủ luôn. Hết rồi, vô. Thịt nữa, thịt nữa thì nâng cái nhà này lên chắc nó tới á. Rồi. Ok. Giờ sau thì bắt cái đầu nâng cái thành này. Cái mỏ bạc. Kiếm thêm cái mỏ bạc. Cái này chưa nâng nữa động cái gì. Giờ sao là hàng quá nha. Giờ sao là hai con này. Goblin này bút trò 100 tiếng trời ơi. Không đủ tiền luôn. Cái bạc của mình là đang ít nhất nè. Thật thì quá nhiều rồi.
20 tiền là tiền đâu năm. Bắt đầu mua kêu hồi máu được rồi nè. Thiếu thiếu mana. Mana thì tập trung vào cái bãi như này. Hai quay mới lên được cái mana đó. Má thịt luôn. Những nhà nào chưa mát thịt thì giờ sẽ mát hết. Ấy ấy ấy. Thiếu con gái trời. Mana này dưới này vẫn chưa tới nữa nè. Rồi mát phòng thủ cho thạch này. Chưa tới mỏ vàng rồi nữa sao mà phá bản được. Cái nữa giao sau rồi mình nâng cái này lên. Mana thì đang thiếu quá. Thua luôn ấy. Rồi. Tính cho giữ vô cuối cùng thua quan đập cục này. Chả có gì. Giờ sao nâng cái độc này luôn luôn cho cái thành mình nó cứng cứng đó. Ừ, trên đây còn cái nữa hả ta? Giờ sao mình chiếm luôn cái mỏ này? Bắn cái cục này luôn. Không, bắn cục bên đây ngon hơn. Nâng cái này lên cái nữa. Rồi chiếm cái mỏ này.
Cái này góc nhìn nó hẹp quá à. Chỉ có zoom vô chứ không có zoom ra được nữa. Bắt đầu phải nâng thành lên nữa đó. Bốn chục nâng máu đi, bây giờ thấp nhất là mana, vậy mình nâng mana. Xong rồi tới bạc. Ok, chết rồi, thiếu đao mày bắn với ba phát luôn. Ok, vô. Ừ, nó gần cái bãi thịt lắm rồi, vậy mình cố nâng nó tới luôn. 16 tiền, ok, giao sau. Mana thì phải bao quay nữa. Mana cần trước quay 10 để đánh boss. Cái bạc này giao sao đủ nè, thịt cũng đủ luôn, giao sao nâng ba cái luôn. Rồi vừa đủ tiền quất. Ok. Mình còn thiếu cái bãi này. Bãi này thì khó mở ra lắm. Không có đường nào để mở luôn á. Nhà nào chưa nâng thì nâng đi. Ok. Bạc đến tôn nữa. Bạn nâng cái rồi đến tôi nữa. Cái nào chưa nâng, nâng cái 5 7 thì nó còn 12 thôi. Đây. Rồi sao 14 rồi, ok. Hai cục đá như này.
19 tiền. Sắp tới 7 mana nè. Rồi ok, tới 7 mana rồi. Giờ sao mình tập trung nuôi cái 7 đó. Đây mana nữa nhưng mà cục này sao quá. Kiếm cái nào 5 thịt thôi. Tại vì rau sau của mình cái này cần 24 nên mình phải ít nhất là có 2. Đây, cái này đâu? Đó, có 2. Nãy mình thua cái rau mấy ta? Tầng dưới chết rồi. Vẫn còn ok, mát cho độc rồi. Mình vẫn còn thiếu cái xanh xanh này nè, và cái này nè, với cái này nè, nhưng mà hai cái bãi đó thì nó nằm ngoài mút chỉ ngoài đó luôn rồi, sao mà với tới được. Không có bãi nào ở đây luôn. Cái khu dưới này là không có mở ra tới nữa. Có. Bạc. Bạc thì mình cần đó. Thịt thì mình không cần đó. Mình chỉ cần giữ bạc thôi. Bạc phát sau mình nâng nhiêu ta? Mình đang có 18 với 11. 20 à.
Do sao là ăn quá bự rồi. Đã như thua ở quay 17 này nè. Đẩy thịt, thịt thì nhiều quá đi. Đây 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 20 tiền, ok. Mana mình cần cái gì không? Mana vẫn cần nâng cái độc lần nữa. Có điều cái này thiếu thốn quá. Lên nhìn chỉ gọn đi để hàng này đập nhà đau đớn lắm. Đây nâng máy này nè, thiếu thốn lúc phức chung kia ơi, sao mà nâng tiền đó kìa. Bạc á, bạc thì cũng tương đối cần. Bây giờ quá thừa thật. Chết rồi, thịt để làm gì vậy? Nó thừa quá rồi. Cái này còn 37, mình chưa có khai thác được hai này nữa. Dạ. Đúng rồi, bắn mấy con rồi sao trước, đừng để nó gỉa máu. Nói gì có thể ra được cục này, mở được cục này rồi mình chiếm được cái mỏ này cũng khá ngon mà. Chả có gì để mở luôn. Thật quá thừa. Tiền thì phải mát cái này trước, 42 nữa là mát rồi.
Ra sau 16 mình còn lại thừa lại 7. 7 thì mua được con này. Nhưng mà chắc ưu tiên con này trước. Qua được cái tool này cái đã. Sao đông dữ vậy? Không có đường nào nhớ ra đó được hết cho nó. Thiết kế map kiểu này là mất cân bằng quái ra nè. Tí nữa đục cục này mà có thì mở được xuống dưới này. Đi về được không? Đừng có đi lên phép. Solo 1-1 phải không Cốc? Nó chặt cho hai cái thăng thiên luôn. Ấy không đủ này, bây giờ thắng kìa. Khoan khoan khoan, này là sao? Là mình mới xong cái vùng đất đầu tiên thôi. Và mình có thể dùng cái tài nguyên này để mình bui được cái này. Mười thịt, mười bạc. Tiền đâu mua ta? Có cái này mình nhung ở không? Và được map 2 nè. Không biết nó có khó hơn không. Khá nhiều vàng nha. Mình có thể bóc được hai cái mỏ. Nhưng mà lại thiếu thịt, thịt nó nằm đây, thiếu bạc nữa. Ừ, phải nâng cái thành trước rồi, bây giờ quái bên này nó mạnh hơn nãy. Chống lựu đạn thiếu cái mỏ bạc,
Ok, kén nâng nó lên. Không tới nổi. 16 cái nào cũng 11 à. 16 5 5 mà mình có 15 44 cũng đen dữ thiệt á. Cái gì đây? Ê, bắn nhanh mày. Rồi giao sau mình sẽ đủ tiền. Đó có bạc luôn. Ok. Vô. Bây giờ tiết kiệm nâng hai cái này nè. Như nãy mình dồn quá nhiều thịt thì mình lại thừa thịt. Máu nhiều quá ta. Không ổn vô lắm rồi đó. Này. Còn à? Đã 19. Quái bên này nó không có đông. Nãy giờ chưa thấy số lượng lớn. Giờ sao mình mốt cái này thôi. Mình nới nới được vào cái bãi vàng luôn rồi. Mày nói nới tí nữa chắc khoảng là 1, 2, 3 cái nữa. Nâng 3 lần nữa. Thiếu đam nè. Thiếu đam nó mới còn một máu nè. Nguy hiểm. Nâng cái này trước. Hai cái nữa là tới cái bãi đó. Bảy rồi ha. Ê. Cho mình nghèo dí gì nè ta. Vô nâng cái thành nhiều quá hay gì á.
Ổ vàng ở đây thì khó nha, lần này phải nhiều lắm. Trời, nó cắn giật máu kìa, không ổn mày. Phải nâng cái thành lên bằng mọi giá, không thôi là hẻo luôn, thiếu một tiền. Này giao sau nữa là 16 giờ đủ nè, đánh nhanh hơn tí. Cố gắng giữ máu thôi. Năm thật rồi, năm thật chắc năng cái mình đang yếu nhất là cái bạc. Tí nữa phá cục này, có cục này mình lấy được cái mỏ thịt như này nữa. Đây, đây thịt luôn. À. Chưa thua, chưa thua, 60 máu. Còn 60 máu. Thôi, giờ mới thua nè. À.
cái đó chơi đủ tiền lần luôn. Vì sao đủ? Nâng lên chiếm cái bảng này. Này còn có mỏ bạc. Thực ra mới loại hai cái này vừa, không cần ăn nhiều quá. Rồi theo sau mình nâng lên là đủ luôn. Ok. Chỉnh con ong. Đâu chúng ta không đủ tiền nâng cái này nữa, trời không đủ gì nâng cái gì luôn. Bây giờ mình có thịt có bạc, hơi thiếu tí là mana này. Thôi để tiền đi, để tiền nâng cái nhà chính đó. Tiếu quá. Thịt thì chưa lại là khoảng 4. Bạc thì giao sao đủ. Này cũng đủ luôn. Nâng được cái thịt.
Gắn tôi nữa, tôi sao đang rồi. Nó cắn giật máu vậy trời. Còn thịt không vậy? Bạc thì sao sao vẫn thiếu hả ta? Nâng cái nhà bạc lên. Rồi ok. Kéo sao đủ bạc. Méo đủ. Nãy mình thua ngay quay này nè, giờ đỡ hơn rồi. Giờ sắp thua rồi chứ chưa có thua. Hai mươi mình cần thêm hai, nếu mình xài 7 11 thì nó còn 8.4 à, không ổn. Xài cái nào 5 thịt thôi ta, bạc 20 không sao. Về cái này 5 thịt xài xong thì sao vẫn nâng được cái độc này.
Ngày 3 tôn mới nâng được cái. Ngày 2 tôn nữa. Cần lấy cái mỏ bạc này gấp. Xài được 5. Đây, 15, 18, thiếu 2. Thiếu 2 thì xài được cái nữa. Vàng, vàng thì rất là ngon. Thiếu bạc hết á. Mở nó này mở được mỏ bạc nè. Sao? Cái gì vãi, con súng nó xài kêu. Giờ mình cần tiền thôi. Tí thịt nữa chứ, thịt không phải cần đó. Chết rồi, boss rồi. Đổi không đây, nửa cây à, không sao. Win win win. Con này tay le vô giọng cái gì phải không ta? Win luôn rồi. À, mình chỉ giữ lại được 1% khi mình win cái map đó thôi. Không có đi lại được mấy cái dụng cụ nữa. Nhưng mà nâng mấy cái này thì được cái gì đó. Vô game tôi thấy nó cộng trong game tôi đâu.
Bây giờ 6.4 bạc với 6.4 thịt nè. Đi thử cái vùng đất này ha. Nè vô game này nó đâu có cộng miếng nào đâu. Rồi thiếu tí đa mày. Thực ra nâng đam mình không có lợi, tại vì con nào mình cũng đánh hay hết rồi, nên mình nâng thêm đam này nó cũng đánh hay hết thôi, trong khi đó nâng cái ghiền này nó tác dụng ngon hơn. Giờ nâng đa mới có lợi nè. Mười ba, mười bảy, mười. Không có mỏ bạc đâu. Đây có mỏ vàng. Giờ sao đủ đủ luôn, mình thiếu hai loại tài nguyên nữa, rất là to luôn. Không bắn mấy con lính xa trước nó gây đạp cao quá.
Gán lấy cái mỏ này mà không biết lấy tới nổi không, khả năng ở đây là không tới nổi. Game này thiết kế map nó sai sai. Thịt thì mình xài được 6 á. Bảy một sáu đủ. Bây giờ mình hồi máu không đủ rồi, xài sai rồi. Để tài nguyên như này sao mà khai thác được. Game đùa nhau à. Trắng hai lỗi này luôn. Trên này thì nó đến mùa quýt cũng không tới nữa. Một hai ba bốn năm. Không, hai cái này mình không có nâng được. Dán cái map như thế này thì vô phương cứu rồi anh em ơi. Chúng ta chỉ có hai loại tài nguyên dễ dụ với nhau thôi. Còn là thịt với mana không nè. Và bên đây cũng thật nữa. Lại mana. Con game đùa nhỏ gì á. Hết rồi. Hai cái này khỏi nâng luôn. Phải đái thì mình chỉ gọi được hai quân này thôi, tàng hình với nhau nữa chứ. Nó đánh không vô máu thành mà. Vô cái này nó nâng gần mắt này.
chả có cái gì luôn. Ngay cái map lỗi rồi anh em ơi. To. Mày gán nâng ba cái nữa. Với qua đây. Đây 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 đây. Cái nữa, hai cái nữa chắc qua đủ. Rồi, ok, không động luôn. Còn thứ bạc. Hai mươi mình xài 7 được, ok 7. Ok, giờ sao là cái này. Mình có 52 mana. Cái gì đó rồi đóng băng một mục tiêu à, thế phải rồi xin nó mạnh gì thôi thôi nghỉ đường ngôn con game, mình không có chiêu đánh lan, không có bạc để nâng cái chiêu đánh lan nên không thể nào win được. Ok bye bye anh em, game cũng đáng chơi nha, rồi sơ sơ phát được 2 tiếng này.